Thành Công Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý khách hàng những lô hàng chúng tôi vừa mới ra. Chúng tôi đang chuẩn bị tấm trắng cho những tấm tranh VIP. Và đây là tấm mã lá Thành Công với kích thước 1m55 x 79, ngựa chạy từ trái sang phải. Và đây là tấn nữa là ngựa chạy từ phải sang trái. Và những đôi lá chuối có câu thơ là cha mẹ, bên đường chữ cha này là gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, cho nên là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Tiếp theo đây là tấm của chúng tôi là tấm cửu ngư quần hội với kích thước là 1m55 x 79, đục cực nổi luôn. Đây, chúng ta có thể thấy cái con cá nổi lên rất là đẹp. Và gỗ chúng tôi là lục lạc bằng 100% lõi của gỗ hương đỏ Nam Phi, không có cát. Tiếp theo đây là tấm cột buồng xuôi gió với kích thước 1m98 x 98 và đục cực kỳ nổi luôn. Đây, tư cách là đục rất sâu, rất nổi. Bằng 100% chất liệu là lõi hương đỏ Nam Phi, không có cát. Đây, những đôi lá chuối. Thì xin mời quý khách có thể về trực tiếp tại từ sản xuất của chúng tôi ở Đại Nhật, Tân Tân, Hà Nội. Đây, chúng tôi là gỗ đây. Gỗ chưa làm đây. Xưởng của chúng tôi là sản xuất trực tiếp ra luôn. Và còn rất là nhiều hàng nữa ở trong kho của chúng tôi đây. Đây, quay những cái trang. Rất nhiều chúng tôi đang cho ra để tắm trắng và hoàn thiện. Đây là xưởng hoàn thiện của chúng tôi. Thợ đang chà nhám làm nguội thật kỹ cho quý khách. Và một trường mộc thì ở khu Đại Kiên nữa. Bên này là gian trưng bày của chúng tôi, thì chúng tôi sản xuất khép kín từ đàn dép luôn, từ khâu lựa chọn gỗ đến khâu hoàn thiện và hoàn chỉnh đẹp mỹ miều cho quý khách. Quý khách có thể về trực tiếp tại xưởng của chúng tôi ở Đại Nhật, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.